Đóa hồng thứ 40, tác giả Vinh Kiều, dẫn truyện Maria Thanh Thủy, chương 12, ngõ cụt. Sau thảm họa Formosa, tàu thuyền đánh cá phải đi xa hơn trước, nguy hiểm tăng lên gấp bội. Nhưng Thanh hiện hiểu bố chẳng còn cách nào khác phải bám biển. Một chuyến đi dài từng kéo dài cả tháng, xung quanh bốn bề là nước. Mỗi khi đài báo có giông bão, áp thấp nhiệt đới là người trên bờ còn lo lắng hơn cả người trên biển. Thanh Hiền còn nhớ, ngày cô vào đại học, bố nghĩ đi biển để đưa cô ra Hà Nội nhập học, vì mẹ vẫn đang ở Đài Loan. Nửa đêm thức giấc, cô thấy bố đang ngồi ở góc giường, đưa tay đếm đi đếm lại tiền học phí cho cô. Từng tờ tiền được vuốt phẳng phiu, cất vào một chiếc phong bì, rồi thở dài gói chút tiền lẻ còn lại vào chiếc túi ni lông nhỏ, cất tủ. Có lẽ là tiền riêng của ông, còn tiền dự kiến làm nhà lúc ấy hãy còn nằm trong sổ tiết kiệm. Sau khi nhập học xong, ông dặn Thanh Hiền phải lo học hành, không được lười kinh, bỏ lễ, có chuyện gì phải gọi về cho bố ngay. Ra bến xe nửa chừng, ông còn quay lại, dúi cô một ít tiền, chắc là vay mượn thêm ai đó trước lúc đưa cô đi nhập học. Bảo nếu đói thì kiếm cái gì ngon ngon mà ăn, quan trọng nhất là phải giữ gìn sức khỏe. Tự dưng Thanh Hiền thấy thương bố. Có lẽ lời ông phân bua khi bị bắt là thật, rằng ông muốn đổi đời nên bị lừa, chứ không phải ham sát bỏ gia đình để theo người đàn bà kia. Hơn một năm trôi qua kể từ ngày Thanh Hiền tới Nhật Bản, dường như mọi khó khăn của gia đình cô đã tạm lùi xa. Thanh Hiền được tin việc đi biển của ông Minh khá thuận lợi nhờ nhóm thủy thủ đầy kinh nghiệm, lành nghề. Cửa hàng bán cá của chị Hương cũng được lợi nhờ nguồn cá của thuyền bố, đã bắt đầu có những đồng tiền lãi để trả nợ. Chỉ có bé Cò là hay đau ốm, song với trẻ con là chuyện bình thường. Không khí miền biển sẽ giúp nó lớn lên, trưởng thành như mẹ và dì nó thôi. Nhưng cuộc đời ai biết đâu ngày mai. Một đêm đầu tháng 5, Thanh Hiền nghe tiếng nhắn tin lúc nửa đêm, linh cảm có chuyện chẳng lành. Cô vội mở smartphone ra, thì tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hiền ơi, tàu bố bị mất tín hiệu với đất liền, áp thấp nhiệt đới chuyển hướng đột ngột. Ngoài biển đang mưa to gió lớn nên các tàu thuyền không ứng cứu được nhau. Thanh Hiền vội vã nhắn lại, lạy Chúa tôi. Hoài Hương an ủi, em đừng lo lắng quá, mọi người nhiều kinh nghiệm đi biển chứ không sao đâu. Chị cũng đang cầu xin Chúa mẹ thương cứu giúp và xin mẹ với em Hòa bầu cử cho bố đây. Thanh Hiền không sao ngủ được, cô hết đứng lại ngồi, hết ngồi lại quỳ, tay xoa tay nắm rồi lại khóc nốc nức nở. Nếu ai có thể ngờ mới tháng 5, hãy còn lâu mới tới mùa mưa bão mà sao tai nạn đã ập tới với bố nhanh vậy. Cô quỳ sụp trước thập tự giá cầu nguyện, ban lạy Chúa cho bố và thủy thủ đoàn được cơ hội sống. Cầu xin Đức Mẹ ban bình an cho thuyền của bố, nguyện xin Thánh Quan Thầy Cecilia trợ giúp bố vượt sóng gió, kiên cường như thánh nữ khi xưa. Cô cũng cầu nguyện với mẹ và em Hòa, tin rằng ở bên Chúa, hai người sẽ bầu cử cho bố và thủy thủ đoàn được an toàn. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa và gió khá to, những giọt nước hắt vào cửa kính sột soạt, làm Thanh Hiền thêm lo lắng, sốt ruột. Nước mưa rơi thành vệt trên mặt kính như dòng nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má, tiếng gió vần vũ như lòng cô đang xốn sang cồn cào. Đến gần sáng, Thanh Hiền gần như kiệt sức, thiếp đi lúc nào cũng không hay. Một lát sau, cô trở dậy khi bài ca đánh răng vang lên. Nhưng hôm nay không vui tươi như mọi ngày, mà khàn khàn như người ốm. Ông Tokyo đã viêm họng chăng? Hay do tâm trạng mệt mỏi khiến cô nghe ra như vậy? Thanh Hiền cũng không biết nữa. Cô rửa mặt lo qua rồi lên nhà chính để xin phép ông Tokyo đã được mang đồ ăn sáng về phòng, vì sợ đuốc không nổi ngay được. Thanh Hiền thấy những bông hoa đã rơi trắng xóa quanh gốc cây anh đào trước nhà sau trận mưa đêm qua, tạo nên một khung cảnh cực kỳ lãng mạn. Nhưng cô chẳng còn tâm trí mà thưởng ngoạn. Ông Tokyo nhanh chóng nhận ra sắc mặt của Thanh Hiền không được tốt, nhắn đi lù rù, liêu xiêu thì hỏi ngay. Tiếng Nhật: cháu bị ốm à? Thời tiết thay đổi mà, ông cũng hơi đau họng. Nhưng ông thấy cháu có vẻ quá mệt mỏi thì phải, như này sao mà đi làm nổi. Dạ, cháu sẽ cố gắng ạ. Không ổn, với tình trạng này, nếu cháu có cố lết đến công ty, cũng sẽ làm hại dây chuyền và mọi người trong đội thôi. Cháu nhắn tin xin nghỉ đi,
Dạ, nhưng đây là điều tối kỵ. Thanh Hiền nói vậy xong cô cũng phải công nhận ông Tokyo nói đúng. Cô phải nhắn tin xin nghỉ đột xuất. Dù tối kỵ, nhưng cô phải ở nhà để trực tin tức vì tâm trạng đâu mà đi làm. Trong đầu chỉ có hình ảnh bố đang vật lộn trên biển trong mưa bão. Nghĩ tới đó cô òa khóc. Ông Tokeda dường như đoán được. Ông vội hỏi: có chuyện gì ở Việt Nam đúng không? Thanh Hiền khóc nấc lên, nghẹn ngào không thành tiếng. Bà Tamako vội đưa cho cô cốc nước lọc. Cháu cứ bình tĩnh, ngồi xuống uống nước rồi kể cho ông bà nghe. Biết đâu chúng ta có thể trợ giúp cho cháu. Thanh Hiền kể chuyện cho ông bà trong tiếng nấc. Ông Tokeda nhanh chóng trấn an cô: giờ đây ở Việt Nam mọi người còn ngủ nên chưa có tin tức gì đâu. Cháu cứ bình tĩnh, cố ăn để lấy sức chờ tin. Ông tin Chúa sẽ trợ giúp cho bố cháu. Và ngay lúc này chúng ta hãy dâng lời tạ ơn Chúa về bữa ăn sáng, cũng là cầu nguyện cho bố cháu và thủy thủ đoàn. Nói rồi ông giơ tay hai lên cao. Dù rất mệt mỏi, nhưng Thanh Hiền cũng giơ tay theo như bà Tamako đang đứng cạnh. Ông Tokeda cất tiếng: kính lạy Đức Chúa Trời, chúng con xin tạ ơn người vì đã ban cho chúng con một đêm bình an và những đồ ăn thức uống ở đây để chúng con dùng, sống khỏe mạnh mà thờ phượng Chúa. Chúng con cũng tin cậy nhờ lòng nhân từ của Chúa mà cầu xin cho những người anh em của chúng con đang chiến đấu với những cơn sóng dữ nơi ngoài khơi biển Việt Nam. Nguyện xin người cho họ được chiến thắng như con người năm xưa đã vinh thắng sự chết. Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Jesus Christ. Amen. Amen. Bà Tamako và Thanh Hiền đồng thanh thưa lại, rồi đồng thanh thở dài. Thanh Hiền nghẹn ngào không nuốt trôi bữa sáng, nhưng ông Toke đã nhất quyết bắt ăn cho bằng được, nên cô cũng ráng nuốt vài miếng cơm và uống một ít canh miso, rồi cáo từ hai ông bà để về phòng. Ông Tokyo nói với theo: có tin gì nhất thiết phải báo cho ông bà ngay. Thanh Hiền về tới phòng nằm vật xuống, đặt smartphone ở chế độ luôn mở và cắm sẵn điện để tránh sụt pin. Cô lơ mơ ngủ, chốc chốc lại trở dậy để nhắn một câu, nhưng chẳng hề thấy chị Hương trả lời. Trong lúc gà gật, Thanh Hiền thấy tuổi thơ hiện về. Ngày còn léo đéo theo mẹ ra chợ bán cá như giờ thằng cò hay theo chị Hương vậy. Thì thoảng lại lén trốn đòi bãi biển nhặt vỏ ốc vỏ sò, bắt còng gió đến tối mịt mới về, bị mẹ đánh cho tét đít. Lúc lên sáu được bố cho lên tàu chơi, cô hào hứng lắm. Nhưng khi mới ra khơi được vài chục mét lại đã bị say sóng, nôn cả mực xanh mực vàng khiến tàu phải quay trở lại bờ khóc. Mãi tới năm 12 tuổi, bằng tuổi Chúa Giêsu khi lạc ở đền thờ, cô mới tận hưởng được cảm giác bồng bềnh ngoài khơi và sung sướng khi bắt được cá mực trong những lần theo bố đi câu bằng thuyền thúng. Thanh Hiền cũng mơ thấy những ngày cùng mẹ ngóng tàu cá cập bến. Bố luôn thử cho mấy chị em những con tôm tươi nhất hay những con mực một nắng thứ thiệt, nướng lên thơm phức, ngọt ngọt liềm trong miệng không nỡ nhai. Nhưng nhỡ như có ngày nào bố đang lên đên trên biển mà đại báo biển động, có bão, áp thấp nhiệt đới, thì mấy mẹ con lại quay quần bên nhau trước bàn thờ Chúa, đọc kinh cầu nguyện cho bố được chân cứng đá mềm, trời yên biển lặng trở lại. Cứ như vậy, Thanh Hiền vật vờ tới tận hơn 11 giờ mới thấy đèn Facebook của chị Hương bật sáng. Cô hồi hộp hơn cả lúc nhận điểm thi đại học, và niềm vui cũng như vỡ òa như ngày ấy. Bố được cứu rồi em ạ. Nhưng niềm vui chợt tắt khi sau chữ nhân ấy, Thanh Hiền vội nhắn lại: nhưng gì chị ơi? Bố được cứu nhưng bị thương khá nặng khi cố cứu con tàu. Lạy Chúa tôi. Thanh Hiền chỉ biết thốt lên như vậy: cứu được người nhưng bị thương nặng, con tàu bị chìm trong sóng dữ. Vậy là không chỉ mất hết mọi thứ mà còn cả nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần. Chị Hương kể: nhờ có mấy tàu bạn liều mình cứu, hơn nữa sáng ra thì tầm nhìn tốt hơn, áp thấp nhiệt đới lại giảm cường độ nên mới vớt được mọi người lên tàu. Các thuyền viên của bố đều là người có kinh nghiệm lâu năm nên bám được vào phao cứu sinh để sống sót tới lúc tàu thuyền bạn tới nơi. Chú Nam, bạn thân của bố, kể rằng bố nhất định không chịu rời thuyền. Khi biết thuyền không thể cứu được nữa
Chú đã ngoắc chiếc phao vào người bố rồi đẩy xuống biển. Nhưng bố quay đầu nhất định trở lại thuyền. Chú mới kéo bố ra rồi gào lên: Ông tính chết chìm cùng nó à? Bố giằng co với chú ấy: Nó chìm thì làm sao tôi sống nổi. Nghe thế chú cũng gào lên: Chúng ta là người Công giáo, sao có thể tự vẫn? Vì một khi có Chúa, chúng ta sẽ làm lại được tất cả. Lúc ấy bố mới chịu bơi đi. Thanh Hiền nghẹn ngào: Bố biết con tàu không chỉ là nguồn sống của gia đình, mà còn là hy vọng của bốn con người. Mất tàu không chỉ mất đi miếng ăn, mà còn mất đi cơ hội trả được những món nợ giờ có lẽ là vĩnh viễn không thể nào trả nổi. Vậy ông sống còn có ý nghĩa gì? Chợt một ý nghĩ xẹt qua đầu, cô than trách Chúa: Lúc con tàu của bố bị đắm thì Chúa đang ở đâu? Đã bao lần người nhắm mắt làm ngơ trước nỗi đau của gia đình cô như vậy? Người đã lấy đi em gái cô, đã lấy hết niềm vui của mẹ, biến mẹ thành một cỗ máy chỉ biết cày cuốc kiếm ăn để quên đi những nỗi đau. Ấy vậy mà người còn kéo mẹ đi sớm. Người đã để mặc cho chị gái của cô thân bại danh liệt, thằng cò mất cha. Người thậm chí đã lấy đi cả ba chàng trai mà cô hết lòng yêu thương. Và giờ đây người đã không cho bố cô và con cháu một cơ hội nào để được sống, thậm chí là để tồn tại như một con người có tự do và mưu cầu hạnh phúc. Thanh Hiền gào thét, cẩu xé chân gối để xả hết nỗi niềm. Đang khi ấy có tiếng gõ cửa, là ông Tokieda. Cháu sao vậy? Có tin xấu chăng? Lên nhà ăn trưa rồi kể cho ông bà nghe nào. Chịu đựng một mình như vậy không tốt đâu. Nghe tiếng ông Tokieda, Thanh Hiền khựng lại. Cô ngừng kêu khóc và vâng dạ trả lời ông: Lát nữa cháu sẽ lên. Cô đi vào phòng vệ sinh, nhìn thấy gương mặt thảm thương, đầu tóc rối bù của mình, đột nhiên nghĩ lại. Chú Nam nói đúng, một khi có Chúa, chúng ta sẽ làm lại được tất cả. Nếu không có Chúa ban cho Ngọc Trần một người bạn mà giống như một thiên thần bản mệnh thứ hai, thì giờ này cô đang ở đâu, làm gì? Chẳng phải vì cùng là Kitô hữu nên ông bà Tokieda mới thân thiết với cô một cách đặc biệt như vậy? Chẳng khác nào người sinh ra cô lần thứ hai, như thánh bảo trợ, yêu thương cô như con đẻ của mình. Nếu không có Ngọc Trần, liệu rằng cô có tới Nhật Bản và có một công việc tuy khá vất vả nhưng học hỏi và rèn luyện được nhiều, lại có tiền trả nợ? Nếu không có Ngọc Trần, dẫu có đi xuất khẩu lao động Nhật Bản, cô cũng sẽ phải ở ghép với nhiều người trong căn phòng chật chội và thường ở xa điểm dừng xe buýt, ăn những đồ ăn sẵn với giá cao mà tự nấu cũng đắt đỏ mất công. Nếu vợ chồng ông Tokieda không coi cô như con, liệu giờ này cô có được sống khá sung túc, vui vẻ, còn được chơi đàn mỗi ngày và có việc làm thêm phù hợp với đam mê của mình không? Trong khi công dân ưu tú Ngọc Trần giờ đây cũng khá vất vả với cuộc sống bon chen nơi thủ đô Tokyo sớm khuya đi về. Và đây, cô suýt mất bố. Đêm qua đã vực nài cầu xin Chúa đổi mọi thứ cô có lấy mạng sống của bố và thủy thủ đoàn. Nhưng giờ mọi người đều sống sót như mong ước, thì cô lại muốn có nhiều hơn. Cổ nhân đã đúc kết, bản tính con người là thế, được cái này lại thèm cái khác tốt hơn. Người ta nhìn lên mà chẳng hề nhìn xuống, nơi vẫn còn những con người đau khổ hơn mình. Bất chợt Thanh Hiền nhớ tới câu chuyện Apollon đã kể cho cô nghe, góp phần quan trọng giúp cô chiến thắng căn bệnh stress năm nào. Chuyện kể rằng có một thanh niên đến trước tượng Chúa hỏi người: Chúa có đó không? Sao Ngài nhắm mắt để chuyện tồi tệ đó xảy ra? Bất ngờ Chúa phán: Được thôi, vậy ta đi chơi, còn anh lên đây thay ta ban phước cho mọi người nhé. Nói xong người bay đi. Còn anh kia nhập vào tượng Chúa, anh thấy có một người đến cầu nguyện khóc lóc: Lạy Chúa, sao cho con tìm được con trai con, nó mất tích đã mấy ngày nay. Anh ta thì thầm: Ok, con là một người cha tốt, hãy về đi vì con của con đã về nhà. Vừa dứt miệng thì người đàn ông nhận được điện thoại. Ông ta nghe xong mừng quá lạy tạ: Ơn Chúa, con vừa cầu xin đã được linh nghiệm. Xin lạy tạ người, con của con đã về rồi ạ. Nói xong ông ta chạy vội về.
Anh chàng mãn nguyện lắm vì vừa làm được việc có ích. Lại một người nữa chạy vào cầu nguyện. Lạy Chúa, con nhìn con nước thấy hôm nay có cá, nhưng con lại hết tiền mua dầu để ra khơi. Nguyện xin Chúa cho con may mắn có được tiền. Chuyến cá này thành công, con sẽ trả hết nợ và quay lại tạ ơn người. Anh chàng thấy vụ này khó. Không lẽ ban phép cho tiền vào túi ông ta? Vậy chẳng khác nào là in tiền giả. À, may quá, anh chợt nhận ra ông vừa cầu nguyện lúc trước vội về quên cả chiếc túi mang theo. Nhìn xuyên thấu, thấy bên trong có một cọc tiền vừa rút ở ngân hàng về. Có lẽ là để làm chi phí tìm con. Anh ta nghĩ, thôi thì ông khi tìm được con rồi thì cho anh này mượn tạm. Ra khởi xong có lại anh quay về đây lạy tạ, ta sẽ trả lại cho ông kia. Thật nhất cử lưỡng tiện. Bèn phất tay cho anh dân chài bị vấp, ngã trúng túi tiền ông kia. Anh chàng mở túi mừng rỡ kêu lên: Ôi, tạ ơn Chúa đã nhậm lời. Chuyến này về con xin tạ ơn người ba lần chừng này. Anh chàng lấy làm mẫn nguyện lắm. Vừa hay lúc đó Chúa về, người hỏi: Thế nào, con làm Chúa có thích không? Dạ thích, con vừa làm được hai việc tốt ạ. Kể cho ta nghe đi. Anh ta sung sướng kể lại cho Chúa. Người lắc đầu: Nào, chúng ta hãy xem kết quả. Nói xong, người lấy ra một quả cầu pha lê để xem thấy mọi chuyện trong thiên hạ. Kết quả là người đàn ông thứ nhất vội về, phóng xe máy quá nhanh, đâm vào tàu hỏa và tử vong. Đến đêm, người dân chài ra biển, gặp trời động, tuy bắt được rất nhiều cá nhưng lại gặp áp thấp nhiệt đới đổi hướng, bị chìm tàu. May còn giữ được mạng, nhưng nợ chồng thêm nợ. Anh chàng thấy thế kêu lên: Chúa ơi! Chúa đáp: Tao vẫn ở đây mà. Dạ, con sai rồi, xin Chúa quay ngược lại thời gian dùm ạ. Chúa trả lời: Thôi được, vì con có ý tốt nên ta quay ngược lại nhé. Và Chúa cùng anh ta chỉ đứng nhìn. Người thứ nhất cầu nguyện xong vẫn quên túi tiền vì ông ta lơ đễnh và đang có tâm trạng. Chàng thanh niên lại nói với Chúa: Người xem, kết quả vẫn thế thôi. Chúa cười: Cứ từ từ đã nào. Người thứ hai vào cầu nguyện rồi đi ra. Anh ta cũng nhìn thấy túi tiền và rối rít cảm ơn. Chàng thanh niên lại kêu lên: À, ra là Chúa đã định thế rồi, kết quả sẽ vẫn thế. Chúa lại cười: Đừng vội, con đoán được thánh ý sao? Người vừa dứt lời thì ông mất tiền quay lại. Có lẽ mới đi ra tới ngõ chỗ gửi xe đã nhớ ra và quay lại tìm. Vừa hay thấy anh dân chài cầm túi của mình thì ra giằng lại. Hai người cãi nhau to, còn đánh nhau bưu đầu mẻ trắng. Chú bật cười hỏi anh chàng: Con thấy thế nào? Nếu con thấy hai người công giáo đánh nhau bưu đầu sức tráng trước cổng nhà thờ, hẳn sẽ hỏi: Chúa có ở đó không? Sao ngại nhắm mắt để chuyện tồi tệ đó xảy ra? Đúng không? Dạ, con không dám ạ. Nhưng dù sao đánh nhau sức đầu mẻ trắng còn hơn là bị thế kia. Chúa cười to: Ngày mai con quay lại đây nhé. Anh chàng ngạc nhiên: Dạ, vẫn còn chuyện cơ à? Vẫn còn. Ngày hôm sau anh chàng quay lại thấy anh dân chài tay chân còn quấn băng đang cầu nguyện: Lạy Chúa, xin tạ ơn người. Mày tối qua con không ra biển được, không thì mất bạn rồi. Cô vào bệnh viện để băng bó thì tình cờ gặp một bác sĩ. Trước đây anh ta thất tình nhảy xuống sông tự tử được con cứu. Giờ có công việc ổn định và có chức sắc. Nhưng khi quay lại tìm thì con chuyển nhà nên không tìm được. Nay gặp lại anh ta đã giúp con trả nợ và đang tính xin cho con làm bảo vệ bệnh viện ạ. Chú mỉm cười quay sang bảo anh thanh niên: Đợi ít phút nữa nhé. Ngay lúc anh dân chài đi ra thì gặp ông kia chạy vào cầu nguyện, cũng đang băng bó nhưng mỉm cười chào lại: Xin lỗi, hôm qua tôi hơi nóng, chi phí chữa trị để tôi trả cho anh. Xong rồi, ông ta quay lại cầu nguyện với Chúa: Lạy Chúa, xin tạ ơn người. Thì ra thằng con của con ham chơi, nó ăn chơi đàn đúm với bạn bè. Đêm qua định về xin tiền bố để lén đi đua xe thì biết con đang nằm viện, nên nó phải vào chăm. Sáng nay có tình báo mấy đứa bạn đua xe, đứa thì thương tật, đứa bị công an bắt. Này nó đã hiểu ra và hối lỗi. Xin tạ ơn Chúa đã thương đến gia đình con và xin người tha tội đánh nhau trước cửa nhà thờ làm mang tiếng Chúa và ảnh hưởng xấu tới xứ.
tới lúc này, chú cười không dừng được. Còn anh chàng thanh niên nghẹn ngào: Dạ, lạy chúa xin tha tội cho con. Thì ra chú vẫn luôn ở đó, và người luôn chọn phương án tối ưu nhất cho chúng con. Câu chuyện thật phù hợp với tình cảnh hiện tại của Thanh Hiền. Cô biết chú có cách làm của mình và con người không thể nào thấu hiểu được. Biết đâu người gọi mẹ và em Hòa về sớm là để hai người không phải chịu đựng những cảnh này. Liệu chăng còn có ai ở dưới để cô nhìn xuống hay không? Có ai đau khổ hơn cô không? Có ai rơi vào bước đường cùng như cô không? Thanh Hiền tự vấn nhưng chẳng thể có câu trả lời. Bởi đó thực sự là ngõ cụt, một con đường mịt mù, không có lối ra và chẳng thể quay đầu.